Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội thi, em tên là Phạm Gia Hân, học sinh lớp 1A2, trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lời đầu tiên, em xin gửi tới toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay, em rất vui vì được khoác trên mình một chiếc váy thật xinh đẹp như thế này. Đó là chiếc váy mà mẹ đã hứa khi nào vào lớp 1, mẹ sẽ mua tặng em. Em chờ rất lâu và nghĩ mẹ đã quên. Bỗng một hôm, trước ngày khai giảng, em nhận được chiếc váy từ tay mẹ. Mẹ nói, quà con gái yêu lên lớp 1 nhé. Em vui lắm, ôm chầm lấy mẹ. Ôi, mẹ vẫn còn giữ lời hứa ư? Mẹ nói, mẹ phải giữ lời hứa chứ, vì giữ lời hứa là phẩm chất cao quý của mỗi con người. Em nghe mẹ nói, em lại nhớ đến câu chuyện mà cô giáo Đào Thị Thu đã dạy em. Đó là câu chuyện giữ lời hứa. Chuyện kể rằng, hồi ở Bác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm, được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày cuốn quýt bên Bác chạy tới thưa: Bác ơi, Bác đi công tác về, nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé. Bác nhìn em bé âu yếm, xa đầu, Bác khẽ nói: Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoan, khi nào về Bác sẽ mua tặng cháu. Nói xong, Bác quay tay chào mọi người ra đi. Hơn 2 năm, Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xuống xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ tới chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi, lấy ra một chiếc vòng bằng mới tinh trao tận tay em bé. Bây giờ là một cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói, cháu nó nhớ mua, tức là nó thích lắm. Mình là người lớn, đã hứa thì phải làm được. Đó là chữ tín, chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người. Từ một câu chuyện nhỏ về Bác, nhưng đã cho chúng ta một bài học về việc giữ lời hứa. Giữ lời hứa, giữ chữ tín là một phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội. Cho nên, việc không giữ lời hứa sẽ làm xấu bản thân và còn gây tác hại đối với người khác. Câu chuyện em kể đến đây là hết rồi. Cuối cùng, em xin chúc các vị đại biểu, thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.